Samuel. Samuel sunyai mười ba tháng một năm hai nghìn tám. Tôi là người Canada đến từ thành phố Quebec. Tôi 9 tuổi, đây là gia đình tôi, ba mẹ, chị gái, anh trai và em gái. Đây là Sam 2 tuổi, khi Sam học cấp 1, Sam học lớp 2. Tôi thích rất nhiều màu sắc. Tôi thích màu tím, màu xanh dương đậm, màu trắng và màu xanh quang độ tuổi. Đây là thú cưng của tôi, Taffy, Mash, Raphael, Sue, Jack và Jeffrey. Sam thích rất chơi bóng rổ, chơi với con chó và đọc nhiều. Muốn thế nào thế nào tôi thích là bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội và bóng đá. Tôi thích ăn nhiều món ăn ngon, phở, trà giò và miếng gà. Đi chơi với bạn. Tôi rất